Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một sản phẩm máy lưng tiếng. Sản phẩm máy lưng tiếng này thì không còn xa lạ với anh em rồi, mà rất nhiều anh em đã ưa chuộng và sử dụng. Sản phẩm máy lưng tiếng này có thương hiệu là TD Acoustic anh em nhé. Trong bên trong của nó sẽ có một dây nguồn hai chân này, một sản phẩm máy này, và có sách hướng dẫn sử dụng bảo hành. Đấy. Sản phẩm là sản phẩm hàng loại 1 của Trung Quốc anh em nhé. Sản phẩm hàng loại 1 Trung Quốc thì em sẽ mở ra cho anh em có thể thấy. Sản phẩm một chiếc máy lưng tiếng TD Acoustic mang mã hiệu là CB800 Pro. TD Acoustic CB800 Pro. Sản phẩm này là sản phẩm cao cấp hơn những dòng như là TD CB600 anh nhá. Anh em nhá, và TD CB600 Pro. Đấy, thì đây là sản phẩm của nó, anh em có thể xem. TD Acoustic sẽ chia làm hai kênh riêng biệt. Đều có, đầu tiên sẽ là lao mic. Lao mic sẽ là chỉnh bass anh em nhé. Tone, độ rộng của giải check. Proset sẽ là nhiều các cái chế độ nhạc ấy. Và hai mic nó sẽ ghi ký hiệu đầy đủ cho anh em. Off hoặc là mắc. Khi anh em giả về không như này thì nó sẽ là off và không có lưng tiếng. Không có check nhé. Và anh em tăng lên như này, kịch như này thì nó sẽ là mắc. Đấy, là mắc của check anh em nhé. Sẽ chia làm hai kênh riêng biệt cho anh em. Sẽ là một nút rất là quen thuộc tới anh em rồi. In hay out, bypass, qua hay không qua máy lưng tiếng anh em nhé. Anh em ấn vào thì nó sẽ qua lưng tiếng, và nhả ra thì nó sẽ không qua lưng tiếng. Đấy. Và đặc biệt con này nó sẽ có cổng sub bass anh em nhé. Sub bass anh em có thể cắm trực tiếp các cái sub điện, hoặc anh em có thể cắt sub hơi trên con này. Một nút là chia giải tần này, một nút là volume bass volume, và cái chia giải tần. Đây là một hàng đèn nháy anh em nhé, đèn nháy của bass này, CS1 và CS2, tín hiệu đầu vào và đầu ra. Đầu vào đấy là tín hiệu nó sẽ báo đèn lên cho anh em. TD Acoustic CB800 Pro. Về mặt đằng sau của nó sẽ có các cái cổng cắm và công tắc nguồn này, anh em có thể nhìn thấy công tắc nguồn này. Các cổng đầu vào có thể hỗ trợ bằng ca lông hoặc là bằng hoa sen. Đấy. Đầu ra của nó sẽ là ca lông hoặc là hoa sen. Và cổng sub bass output cho anh em. Đấy. Thì sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá là 1.100.000 đồng, bao ship tặng một đôi ca lông với anh em nhé. Bao ship tặng ca lông 1.100.000 đồng với anh em. Sản phẩm máy lưng tiếng rất là rẻ và rất là giá trị, chất lượng, để anh em có thể tham khảo. Thì anh em đợi chút, em sẽ tháo trực tiếp con này ra để cho anh em xem phần nội thất của nó như thế nào. Sau khi đã mở nội thất của nó ra để cho các bác có thể xem, sản phẩm sẽ được dập mác của TD anh em nhé, TD Acoustic. Đấy. Bên trong của nó sẽ gồm các cái chip xử lý đây, các chip xử lý. Đấy. Sử dụng có bo nguồn biến thế anh em nhé, nguồn vuông sẽ được bọc một miếng sắt ở trên này cho anh em. Đấy, nguồn vuông được bọc. Và anh em có thể xem vào nội thất của nó. Đấy, anh em nhìn thấy đã phê chưa? Đấy, cho anh em nhìn rõ các cái tụ trở, các linh kiện của nó anh em nhé. Đấy. Anh em nhìn thấy có đẹp không ạ? Sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá 1.100.000 đồng. Bao ship tặng một đôi ca lông tới anh em. Bao ship tặng một đôi ca lông, giá rất rẻ rồi. Chỉ với 1.100.000 đồng anh em đã được những chiếc máy lưng tiếng của CB 800 Pro. Đấy, TD Acoustic CB 800 Pro. Đấy, các cái nút ấn này rất là chắc chắn luôn anh em nhé, lách tách cả. Đấy. Anh em có thể thấy độ hoàn thiện của nó rất cao. Đấy. Chiếc máy lưng tiếng của CB 800 Pro. Đấy. Cao cấp hơn của TD CB 600 anh em nhé, cao cấp hơn. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Sản phẩm này em xin thông báo giá lại, giá 1.100.000 đồng. Bao ship tặng một đôi ca lông tới anh em nhé. Đấy, bao ship tặng một đôi ca lông. Đấy, chào tất cả các bác và hẹn các bác các video lần sau ạ.